bạn nhận đi. Hôm qua tôi giúp anh em, nay bạn có lòng vậy quay cho tôi giúp. Xem mở gì cơ? Xem nói nhẹ nhàng đấy. Đang bảo bạn em dậy quay hộ em mới giúp. Nó có lợi này. Ngủ thối ngủ. Ai bảo con lợn này bảo tôi qua quay thì không quay. Hạ ơi, mình đi đâu thế? Mình đi đâu thế? Mình đi shopping. Hôm nay các bạn đi. Ai là người rủ đi nhở? Người rủ là người trả tiền đúng không nhở? Đúng rồi, ai rủ ai rủ ấy? Hà. Con Hà này trời nóng quá, trời nó mặc cái áo thôi. Đúng à? Ồ. Thưởng cho mình sau những ngày tháng gọi là làm việc vất vả. Anh đến chưa? Ui. Xe 62. Cái gì kêu bầm bầm đấy? Em muốn luôn. Chết rồi, cảnh báo rồi. Các bạn ơi, tôi xong rồi đến Bà Thái Đức, xong rồi đến Bạc Giang, xong rồi cuối tôi quay sang như này, bạn cũng quay sang khi anh thế, khi anh quay sang thì không có gì hết. Là sao là trên xương hình đây, em nhấp. Dừng nhá. Các bạn thấy ok chưa? Thế nào hay. Bây giờ ra đây cho mọi người ơi. Các bạn đứng đây. Thử đứng xem nào. Đó, đều ngay. Đứng gần với nhau nhé, đứng gần với nhau. Gần kìa. Xe đến rồi. Rồi, ok, xe đến rồi. Ở đây sáng thế. Ở đây tối thế. Các bạn ngồi gần với tôi đi. Rất là buồn ngủ. Không, hai bạn quay chia mồm việc với tôi đi. Ngồi bên bẩn nè. Nha, các bạn ngồi gần vào. Xe người ta lùn, nhìn thấy bên vai hả? Ngồi. Vẫn xa quá, xăng ơ. Để đi ra đấy nha mọi người ơi. Mua sữa à? Mua sữa em mua gì? Mua cho người ta đôi dép. Con lợn. Mua cho người ta đôi dép. Mình cười ngày trước nha, tôi kể cho các bạn nghe. Trước mình nhà chị đang vào trong Panura xem mà. Ui cái này có 850.000. Trên này 850 đô. Có em luôn. Đấy, có thêm bảo là có 2 triệu nhỉ. Chị em mình rẻ thôi. 2.000 đô là bao tiền ta? Mà trong này có dép đâu. Có dép croc, chị đi dép croc rồi. Dép croc chính hãng luôn. Thì tìm ghép ở trên bó sữa xem có đẹp không. Bó
Mày đi với ông Sơn mày có rủ gì đâu. Đấy, kiểu tục vào trong ai Vincom ấy. Trước mình một thời là mình toàn mua đồ R&B đấy. Cái gì? MLB. Cái gì MLB nhá? Một thời toàn mua đồ MLB xong rồi mua về. Nhưng mà đồ MLB. Đồ MLB hay ấy lắm nhá. Mình mặc đồ chất luôn. Mặc đồ đen lắm, có nghĩa là mình hay thích mua đồ trắng rồi. Ai thích mua đồ trắng là ghê nhất, mặc về mua toàn bẩn. Toàn mua mấy triệu cái áo và mình vứt đi luôn. Thế là nó phí mất. Trước mình vào đây mình mua ở cốc nước để mình về uống. Tại vì lúc đấy là mình cần đổi tiền. Mình cần đổi tiền ra mọi người ạ. Mình mua cốc nước để mình uống. Thì mình mua tận 400 nghìn, có phải chưa? Đùa thật, nửa củ. Nửa củ mình mua một cái bình nước uống nhỏ nhỏ như này. Đùa. Ok, bây giờ đi đấy quay tiếp cho mọi người xem nhá. Mọi người ơi, mua đồ xong mặc luôn ở đây luôn. Nope. Làm gì ấy? Nhảy đi à, nhảy đi. Bảo anh chị mở cho cái nhạc đấy. Bảo anh chị mở cho cái nhạc kia nhảy đi hả? Nhạc gì nhỉ? Cái nhạc đấy là cái nhạc gì? Chết tốt tốt nhỉ? Cái gì chết tốt tốt? À, như Phạm Nhật Vượng. À, đúng rồi. Anh chị mở đây để gọi Huy Đức làm hạnh phúc. Huy Đức rồi. Lần nách chưa? Hả? Lần nách rồi. Cái gì vậy bà nội? Không buồn. Chị mở to cho em với. Bắt đầu. Rồi. Dễ biết nhảy. Rồi. Cần phép rồi đấy. Cảm ơn chị nha. Thanh toán cho chị kìa. Em còn mấy trắng. Nhiều tiền nó không biết. Anh ạ. Số điện thoại ngày xưa em hay mua đây là nhờ. Số 15 cơ. Thôi bây giờ đọc số mới đi. Đọc số mới nhá. Đọc số chị đi. Cái khăn này là cái gì? Khăn gì hả chị? Ôi cái này. Vì em buộc luôn khăn. Buộc vào cổ à? Thế có phải là dành cho... À hai, mắc ở quần này, mắc ở quần này đúng không? À. Nó dành cho cái nào hả chị? Dành cho cái khác đúng không? Nhưng mà nó cũng màu nó cũng xanh rồi. Phải hút cho nó. Ok mọi người, bây giờ sẽ đi tìm Chris Đức nha mọi người ơi. Đi được nhiều phết đấy nhở. Em mua nè, em đi được lâu vãi trưởng đây. Em mua thêm một đôi nữa. Ừ. Đúng lắm rồi. Không thử cho mình một món quà nào nó ý nghĩa, nó nhiều tiền xí. À không, cũng thưởng nhiều lần, nhiều tiền phết rồi đấy. Mấy cái đấy nó không dùng được. Đi tìm Adidas kia kìa. Thế Đức kiểu, ủa bán ơi, mặc cái gì giờ? Adidas đồ đắt lắm đấy. Cảm thán như Phạm Nhật Vượng.
Rồi, đâu rồi? Đi đâu rồi? Chúng gọi mét cho nó xem. Đi ở trong này xem có. Ý, đồ ấy là. Đi đi. Con có ăn gì không? Đồ nó ở trong này mà. Mọi người. Bây giờ có được xem không? Không được xem ạ. Cứ việc ngồi đấy nhìn nữa. Chỉ được nhìn nữa ạ. Khi nào nào cháu mua thì cháu bỏ cái nào. À, cầm điện thoại chị. Cháu mua nha. Cầm điện thoại chị gọi cho Huy Đức cái. Mua. Hai mua con gì? Chúng bắt giới à? Đấy, phải nhìn. Tỏ đi xong rồi mua một con thì cái gì để đeo thử không? Thế ạ? À? Không được đeo gì hả cô? Không. Ờ, chắc chắn mua. Chắc mua mà. Ê, cái món này. Chị đâu, Adidas này có thấy đâu? Nó mua này thì bạn cứ mua. Chết. Ai à, mua được gì không em? Đâu. Huy được, Siang. Mua cái đôi dép rồi. Mua cái đôi dép hả? Mua quần áo à? Em mua bọn này đi, Huy Đức. Em mua bọn này đi. Cô tiên em chưa? Cô tiên đó. Thưa em như nghiện, thưa em mặc như nghiện. Đẹp mà. À đây mất hết. Hacker và kè. Hacker và kè. Em nói câu đấy là có người nhột nhột đấy. Có người nhột nhột. Siang. Siang. Cách tải virus về. À đây. Cách tải virus về ổ cứng. Huy Đức bây giờ liên hệ với Huy Đức qua Zalo. Zalo. Zalo là cũng vừa nói câu gì với Huy Đức em? Em là gì? Mày lập cái gì? Tao thấy cái mày này đúng không? Gáy à? À đấy thì chị gọi được không? Ok. Ăn bây giờ. Bây giờ chị gắm xe đi gọi Binh chơi Linh cho mọi người trong lúc chờ anh Sơn đón mọi người về nhé mọi người nhé. Cũng chẳng mua được gì mấy mọi người, tại vì là mấy con vợ này bị thiếu ngủ. Không biết là chúng nó đi chơi đâu về mà thiếu ngủ. Các bạn mình thiếu ngủ gì? Đi mẹ, lại cãi. Đi mẹ vàng mới to nhỉ? Vàng mới nhiều nhỉ? Cho bố cái địa chỉ. Em ăn... Em ăn kem úp ngược từ Mỹ. Em ăn kem nhờ. Ăn kem, một miếng kem mà. Chị Tắm ơi. Em ăn thì cũng được. Dạ. Ok. Các mọi người, bọn mình đang ăn Binh chơi Linh mọi người, mình đang ăn Binh chơi Linh nhé mọi người nha. Mình gặp được cái anh hacker, anh ấy bảo mật Facebook cho mình với cả Huy Đức rồi. Từ đây về sau bọn mình không bao giờ bọn mình phải sợ gọi là này kia các thứ. À, em xin lỗi nha, em cũng không có ý đấy. Nhưng mà anh ấy cũng nhìn cũng uy tín. Anh bảo đúng rồi, anh được Facebook anh ấy. Đúng. Bảo anh nha mọi người. Anh ấy vừa bỏ thế xong, anh bảo là mẹ đố thằng nào trong giới cơ mà hack được Facebook của Siang. Facebook đúng tên Siang luôn. Avatar semi trắng. Thôi nhờ, em đùa em xin lỗi nhá. Em xin lỗi của anh ấy nhá. Anh ấy cũng không có ý đấy đâu. Anh ấy tuy là cũng làm trong giới gọi là gì nhỉ? Chicker à?
chạy bạn chạy cơ à? Bạn nói trong dưới chạy cơ đúng không? Đấy thì nói chung là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chuyến đi chơi ngày hôm nay của mình rất là ý nghĩa. Mình cảm ơn mọi người đã xem đến hết video mọi người nhá. Những ai chưa đăng ký kênh cho mình, mọi người nhớ ấn vào đăng ký kênh, ấn nút subscribe em rồi nhá, để đón chờ những video tiếp theo. Bye mọi người. Woo! Cho tao có bé.